Thì chúng ta mở cái view ra, resort view welcome. Đây, cái th hôm trước tôi để trống thì chúng ta thêm vào đây là cái nút thẻ A này. Href bằng tôi tạo cái route mới đó. Web.pp. Đây. Tôi tạo ra một cái đường dẫn mới là route2.get. Route2.get là post sược s và đẩy vào client sược home controller, hàm là hàm s form, hàm s cũng được, và đẩy ra đây một cái name cho nó, cái name là post.s. Ok đây. Được chưa? Được chưa? Không nhá. Không nhá. Sau đó chúng ta copy cái name này, nhớ nhá, nhớ những cái thao tác tôi làm mà làm để sau này đỡ khổ. Href bằng route. Chúng ta có route là post add này và chúng ta để đây là cái nút add new. Và chúng ta thích thì class cho nó, thêm cho nó cái class là btn cách btn trừ subseed. Đấy, new. Bấm vào thì nó sinh ra cái đường dẫn là local8000.post.s. Class của bootstrap thôi mà. Đây. Btn cách btn trừ subseed. Không nhá. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái home controller ra. Và chúng ta thêm một cái hàm nữa đúng không? Là public function gì nhỉ, add, và chúng ta tiến hành return ở đây, return cái view đó là view post.form. Và chúng ta trước đây chúng ta phải tạo ra một cái model nữa, một cái biến là model bằng new post, tức là tạo một cái model rộng của cái đối tượng post này ra đây và truyền cái model này đi.
Được chưa? Không nhỉ? Mấy thằng kia xong chưa? Có lỗi gì không? Không nhỉ? Ôi giời, ông sửa một chỗ, ông viết ở một chỗ. Thứ 6 hôm đây mà, hát đi đâu mà, còn đây thư mục khác mà. Thì em copy được bài mà. Copy ra đâu? Copy ảo à? Sau này chứa, lại để một đống vô danh như này. Đến mày làm, mày biết làm nào, mày tìm như nào. Đâu, vô danh của ông đâu? Chỉ cho tôi được. Này đấy, thế đi này, ông mà tiếp tục như này tỉ năm ông nói, ông nói tiếp như vậy không bao giờ cãi được. Được chưa? Xong chưa? Rồi đây đúng không? Đây này, thứ nhất là trong này chưa có file về, nhưng mà đổi đi cái file này đi đấy, sửa lại cái kết nối cơ sở dữ liệu của ông nhá, cho nó phù hợp nhá. Xong rồi gõ lại đây. Đây đúng không? Gõ lại một lần. BP artisan key generate. Chưa có thư viện luôn. Chưa có pen đâu. Lấy từ git về nó khổ thế đấy. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ chúng ta tạo ra cái form. Tạo ra cái form để chúng ta thêm dữ liệu là đang đến bước thứ 2 kia rồi. Được chưa? Thế bây giờ form chúng ta tạo nào? Thì ở đây chúng ta có cái pod.form này. Thì cái pod này này nó chính là tên thư mục nằm trong view. Được chưa? Chúng ta tạo ra một cái thư mục mới tên là post. Và tạo ra một cái file nằm trong cái thư mục post này là form.blade.pp. form.blade.pp và chúng ta a:extend cái view là layout.main thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây layout.main. Và chúng ta sẽ có một cái section. Ở đây là title thì ở đây mình sẽ để là cái gì ta? Section title là thêm sản phẩm. Và có thêm cái a:section content a:section. Cứ để cho nó chạy xong đi, chạy xong rồi gọi tôi. Và ở trong này chúng ta tiến hành là tạo ra một cái form. Form. Action xóa đi để tí nữa xử lý. Method post. Trong này chúng ta sẽ có cái tổ hợp các thẻ div để hiển thị dữ liệu. Div này. Class là form trừ group. Có cái label đây là tên bài viết đúng không?
Đây chỉ có tiêu đề bài viết, nội dung bài viết thôi, không có gì nhiều. Có tiêu đề này. Ép sản phẩm. Title. Ở đây dưới này mình input title text. Có name bằng title. Và có value bằng echo của cái biến model trở đến ID, model trở đến title. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái input hidden name bằng ID, có value bằng dollar model trở đến ID. Class cho cái thẻ input này, class là form chữ control. Duplicate thằng này lên thì chúng ta sẽ có thêm là content. Okay, chúng ta bỏ cái input này đi mà chúng ta thay bằng text area có name bằng content. Content echo ra cái model, model trở đến ID và model trở đến content. Có class luôn cho nó. Class là form control. Và dưới cùng là chúng ta có một cái div. Có class là text center. Có button type submit. Đây là chữ save. Class là btn, cách btn trừ succeed. À, mất một thẻ A nữa. A nữa href bằng round post.list. Post.list hay post.index nhỉ? Round homepage chứ quên rồi. Round bằng về homepage. Đây là cancel. Và có class bằng btn, cách btn trừ danger. Ở trên này chúng ta sẽ nhét vào đây thêm một cái CSRF field. Đó, đây là cái form của chúng ta. Được chưa?
nhá. Khổ, bây giờ sinh viên phải tìm cái mặt nào nó ngu ra rồi mới hỏi nó biết nó. Nhá. Không phải hình ảnh được đường dẫn. Biết rồi đường dẫn thì xa ra màn hình này. Đúng chưa? Thì mình phải để cái này. Đây là cái tên, cứ thế nào là tên, copy nó, đây đúng không? Dạ, sang bên này, thì là tôi thấy echo ra thì tôi sẽ dùng cái hàm round, string, hàm cái tên đấy. Hay là nếu như vậy, phải có một biết thì nó bị yếu ngay, bị yếu không? Đây này, yếu em. Đây, có cao rồi. Đây, return cái gì? Mà kết thúc của cô lên trong tên là phải. Đúng không? Thì return này, return thì mình đây đấy. Là chuyển hướng trang sang là cái round khác. Bây giờ chọn cái round sẽ chuyển sang. Đây thì nó không biết đúng không? Thì mình đang tuần này. Xem một cái giao diện vào đấy, một cái layout vào đấy. Xem thằng welcome ấy. Đây này. Extend nó đi đã để lấy CSS đã. Xong rồi viết cái nội dung form nằm trong cái section. Nhớ end cái section vào. Nếu mà chậm quá không kịp thì tôi sẽ gửi cái này code này lên GitHub, lên đấy mà copy về. Cái gì đấy thằng nào ấy? Thằng nào? Thằng Giáp đúng không? Giáp. Ông vừa làm gì? Nó đặt tên ghê. Hả? Ông có tin tôi đuổi ông ra ngoài không? Không ạ. Đấy mà nó chỉ có bằng này thôi. Hết rồi, không kéo ông nữa đâu. Tao là robot thì tao nói robot.
không biết cái gì đâu. Ba ba không sáu. Rồi. Rồi. Bỏ xin mời đi. Cái này liên quan gì đến mạng vậy? Ở trường mình chắc là sang kỳ tôi sẽ đề xuất lắp thêm một cái bàn thờ ở mỗi phòng. Đứa nào mà học kinh khủng quá thì tôi sẽ đề xuất là bắc thang leo lên bàn thờ. Tôi thắp hương nhá. Sợ thật đấy. Xong chưa? Bây giờ nhá. Nào, nhìn vào đây, kệ những cái đứa nó chưa làm được về nó khắc xem lại, phải xem lại video. Tiếp tục này, bây giờ tôi sẽ reload trang và tôi bấm end new. Các bạn sẽ thấy nó ra một cái giao diện trông như này đúng không? Title và content đúng không? Được chưa? Nếu các bạn muốn cho nó bé lại một tí á, bởi vì tôi thấy nó hơi to, tôi sẽ viết cho nó class là con trừ md trừ 6, con trừ md trừ set trừ 3. Đấy, cho nó bé bé tí rồi. Còn không thì để to cũng được, chẳng sao cả. Đây là do cái bootstrap, do cái class bootstrap thôi. Kệ nó. Xong chưa nhỉ? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiếp. Tiện đang làm cái form thì tôi sẽ cập nhật luôn. Đó là khi chúng ta bấm vào cái nút update thì nó sẽ cũng hiển thị ra cái form này, nó đổ sẵn dữ liệu của chúng ta. Đây, nó sẽ thực hiện cái update thằng nào thì đổ sẵn dữ liệu của thằng đấy ra cái form. Được chưa?
chúng ta làm thì làm cho nó xong thôi. Bây giờ tôi làm như thế nào được cái trò đấy? Sẽ như sau này. Đầu tiên tôi tạo một cái round mới. Tạo một cái round mới. Port update sược tham số ID đúng không? Và đẩy vào trong này là cái file là hàm là hàm update. Name là post update. Update. Tham hàm URL thì là post update sửa tham số là ID. Truyền cái file cái hàm sử dụng này là hàm update làm cho một controller bật tên nó là post update. Xong chưa? Thằng của đợi cái xong chưa? Xong nó ngồi đần thối từ nãy đến giờ vậy? Xong chưa? Chưa. Được chưa? Sau đó này, xong như nhỉ? Tí này chắc là phải xong rồi. Sau đó về welcome này. Về file welcome này. Chúng ta ở đây đang có một cái thẻ A thôi đúng không? Chúng ta mới chỉ có thẻ A thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái thẻ A nữa. Và đây là round về post.update nhận tham số đây là tham số ID mang giá trị của cái P trở đến ID luôn. Và trong này chúng ta viết là update và cho nó class bằng btn cách btn trừ primary cách btn trừ sm. Thêm cái thẻ A này vào. Đấy là cái không nhìn thấy, tại vì không có, còn đây này, như bình thường có cái name đúng không? Chứ ở đây nó không có name homepage này. Bởi vì đây mình nghĩa là cái URL là cái homepage mà. Thì viết thêm vào. Sao? Không chưa? Để xem nào. Đây là cái file welcome nhá. Có home đi. Đây. Em trả ra cái form post.form đúng không? Post là cái mục nằm trong cái mục view. Post đây đúng không? Form. Mở lại cái này. À, cái quảng cáo ấy. Sợ thật. Được chưa? Chạy lại thế nào? Migration.
Bây giờ xem cái kết nối đã. PHP Artisan Migrate. Được chưa? Ra bản nhá, chưa phải ghi. Được chưa? Rồi, chạy tiếp. Các bạn ở đâu? Hai ba bị sạc. Xong chưa? Đó, bên đến bây giờ ở cái ngoài giao diện của chúng ta nó sẽ có thêm cái nút update này. Được chưa? Sau đó chúng ta khi mà bấm vào nó sẽ đưa sang đường dẫn là post update sửa 2. Đây, nhớ bấm vào cái này. Trong post update sửa 2 và xuống cái dưới thì nó sẽ là những cái tham số khác ở trên đường dẫn. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ xử lý như sau. Web này nó chúng ta đang dẫn vào là client home controller hàm update đúng không? Chúng ta đã tạo ra hàm update ở trong cái file home controller. Đây. Tạo ra đây. Và nhận tham số là ID. Và model của chúng ta nó không phải là new post nữa mà chúng ta sẽ viết là post 2.2.file dựa vào cái biến ID truyền vào từ trên đường dẫn. Và chúng ta if nếu cái biến model này nó không tồn tại thì chúng ta tiến hành return redirect về cái route là homepage, tức là lại về trang chủ. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta tìm được model, tức là model tồn tại thật ấy, thì chúng ta sẽ hiển thị ra cái view form post và có một cái tham số model bằng cái biến model vừa tìm được trên đường dẫn. Được chưa? Ừ.
ấy về, copy về. Khổ lắm cơ. Đây thì nếu mà mô đồ rỗng, tức là nó không tìm thấy dựa vào cái ID này đúng không? Tức là cái bản ghi này không có trong cơ sở dữ liệu. Đúng chưa? Xong chưa? Nếu mà muốn chắc củ thì tốt nhất là về làm lại. Ngồi cày lại, cày đi cày lại, kiểu gì cũng làm được. Học cái ngành này không chăm thì vẫn đi. Tí nào. Thông minh mấy thì thông minh, cái cỡ thằng Hảo cái nghỉ nó khoảng 3 buổi nữa bọn lớp nó tát chết. Rồi, bỏ đi. Anh expect là không mong muốn. Chứ phải là anh muốn anh nghĩ từ đây. Mong muốn chứ phải ở đây. Bỏ lắm. Cái này là cái gì? Thấy chưa? Layout này nó tao không là mình có file layout ở đâu. Đây lên trên kia copy lại cái file layout ở lại. Xong chưa? Bây giờ cái giao diện của chúng ta khi mà bấm vào nó như này này. Bấm update. Thấy không? Title này. Content này. Đúng chưa? Back lại này, title there were ever see her. Đúng chưa? Alice Sorrowful Tom cái gì gì đấy. Được chưa? Đó. Trong trường hợp update và trường hợp create thì chúng ta sẽ có những cái giao diện khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu chúng ta lấy được. Xong chưa? Và quan trọng nhất ở phía dưới của cái form này này là nó có thêm một cái field nữa, đó là cái field input hidden ID bằng mấy đây này. Nếu trong trường hợp mà tạo mới thì cái ID nó sẽ bằng rộng, bằng null. Nhưng nếu trong trường hợp mà update thì cái giá trị thì cái field hidden nó sẽ có giá trị ví dụ như hiện tại nó đang bằng 3. Được chưa? Để sau này chúng ta dựa vào cái này chúng ta phân biệt ra trường hợp cái nào cần phải update, cái nào cần phải insert. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái round web mới, tạo ra một cái round mới. Đây. Cái round này là round post save. Round post save client home controller, đây là hàm save name bằng post save. Name bằng post save. Càng chuẩn chỉnh đề phát sửa mấy cái ký tự thấy cộng đồng thế. Đúng chưa? Phải hảo đúng chưa? Bách lại đây, cho nó lỗi ngay.
Mình lốt trang. Đấy, được chưa? Xong cái bóng đèn này. Mở cái DB ra gì nào? Mở cơ sở dữ liệu ra. Mở mặt cốt. Đúng rồi. Đây nó có con đèn này. Tại sao cô ấy không đèn ra? Liên quan gì của cao cao này làm giá? Cũng chết còn. Đấy, đúng rồi đấy. Factorial có thuộc tính value hả? Hả giá? Hả giá? Có không? Bỏ nó tính value, bỏ nó dung ấy, bỏ giữ hai cái factorial. Các tin vào các từ lần này. Ăn bạc thế rồi à? Các tin thì đây. Bỏ các tin. Để vào giữa. Đấy, bỏ cái bảo vào value gì? Xong chưa? Tiếp tục này. Copy cái post save này. Copy cái post chấm save này chúng ta vứt vào trong cái form kia ở cái round á, đây action này. Round post save. Được chưa? Để nó đẩy ra cái đường dẫn link vào trong cái post save của chúng ta. Xong chưa? Có ai hỏi gì không? Xong chưa? Sau đó thì mình sẽ vào, bởi vì ở cái web này cái post, cái hàm là hàm save nằm trong home controller, nó sẽ xử lý logic cho cái đường dẫn hot post save này, đúng không? Thì mình sẽ tạo ra một cái hàm mới ở trong đây. Hàm là hàm save đúng không? Save nhận tham số là request và nhận đô la RQ. Xong chưa? Sau đó chúng ta tiến hành DD ra đây.
DD ra đây cái đô la RQ trỏ đến ID để phân biệt xem là cái nào là cần insert, cái nào là cần update. DD ra cái RQ trỏ đến ID. Xong nhá. Test phát nhá. DD là đăm đai, nó dừng lại ở đây luôn, nó không chạy đoạn dưới nữa đâu, nên không phải sợ. Đây chúng ta sẽ kiểm tra xếp xuống này. Đây là ID 3 đúng không? Nhưng mà trong trường hợp chúng ta add new mới, chúng ta xếp xuống này. Nó là null. Được chưa? Nếu mà thêm mới thì ID sẽ bằng null, còn nếu mà update thì ID sẽ bằng giá trị nào đấy. Xếp xuống. Chúng ta thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ có như sau tiếp. If RQID khác null, như này là khác null này, thì chúng ta sẽ có cái biến model bằng post. Ở đây, giờ này có sẵn rồi. Post file dựa theo ID, dựa theo cái RQ trỏ đến ID. Tiếp theo else, chúng ta sẽ có cái biến model bằng new post. Như này. New post. Không nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta nếu mà trong trường hợp bình thường á, chúng ta sẽ cần để phim dữ liệu mới cũng như là phim dữ liệu cho cái biến, cho cái đối tượng mô đồ của chúng ta này, kể cả là tạo mới hay là lấy update ra, thì chúng ta đều phải làm những cái việc như này. Ví dụ như model nó sẽ trỏ đến cái cột là cột title bằng giá trị của cái RQ trỏ đến title. Như này, model trỏ đến content sẽ bằng RQ trỏ đến content như này. Được chưa? Ví dụ như tôi tiến hành vadam ra đấy, các bạn coi này, vadam ra cái biến model trước và sau khi fill nhé, nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy vì sao tôi lại phải fill như vậy. Như này, các bạn xem đấy nhá, từ code đây, xem này. Đây trong trường hợp là tạo mới trước nhá. Đây tạo mới này. Xếp xuống các bạn nhìn ở đây. Đây là cái đối tượng này. Post này. Chúng ta sẽ nhìn thấy các attribute của nó. Có cái gì không? Rỗng đúng không? Sau khi fill này. Sau khi fill các bạn nhìn các attribute này. Đây vẫn attribute đúng không? Title bằng null.
content bằng null. Nhưng mà ít ra nó đã có tên cột, ví dụ đây là Trương Văn Hảo này, Trương Vô Kỵ, đây là Chuyện Kim Dung, Chuyện Kim Dung xếp xuống. Các bạn nhìn này, thằng này thì vẫn thế đúng không? Nhưng mà sau khi xuống dưới thì chúng ta nhìn thấy cái thuộc tính attribute đúng không? Cái thuộc tính attribute thì nó sẽ đang có hai giá trị là title là Trương Vô Kỵ, content là Chuyện Kim Dung. Bây giờ sau này chúng ta dựa vào những cái này chúng ta xếp xuống, nó phải insert vào trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được chưa? Còn ngoài ra là tèo ấy nha, không có đâu. Được chưa? Tiếp theo, nếu trong trường hợp update thì làm nào? Đây update này. Đây là Trương Tam Phong. Như thế. Trương Tam Phong, đây là trưởng môn phái Võ Đang. Đấy, chúng ta nhìn này. Cái dữ liệu cũ, đây là cái dữ liệu, đầu tiên là cái dữ liệu cũ thì chúng ta có cái title nó như này, content nó như này, được chưa? Nhưng mà nếu mà sang dữ liệu mới thì chúng ta thấy ở đây, đây này, title là Trương Tam Phong này, content bằng trưởng môn phái gì Võ Đang đấy, created at null, update từ đất null, ID bằng 3. Nó nhiều dữ liệu hơn so với cái thời, nó dữ liệu của nó được thay đổi hơn so với lúc đầu đúng không? Đấy là cái cách chúng ta có thể làm được để giúp chúng ta thay đổi lưu trữ, thay đổi cái dữ liệu đang có ở trong cái biến của chúng ta. Nhưng mà ngoài hai cách này ra ấy, bởi vì nếu mà chúng ta viết này ok vẫn xếp được và cập nhật được dữ liệu. Nhưng nếu mà chúng ta làm cái này, chúng ta hãy tưởng tượng sau này một cái bảng của chúng ta nó rơi vào tầm khoảng 20 dòng. Tức là 20 cái field dữ liệu ấy, bởi vì tôi từng làm những cái dữ liệu nó rất là lớn. Ví dụ như con GitHub này đang làm chẳng hạn này, cái con dở hơi này, cái bảng lưu tiêu của nó cũng rơi vào khoảng bao nhiêu dữ liệu đấy. Ví dụ như kiểu là về thông tin về school, về trường học, đây các bạn nhìn này, đấy, nó rơi vào khoảng chục cột, đúng không? Nó khá là dài. Nếu mà chúng ta cái nào chúng ta cũng làm kiểu này thì cái việc viết cái này ra nó cũng là một vấn đề, bởi vì nó rất là nhiều, đúng không? Thay vào đó chúng ta có như sau. Với model của Eloquent trong Laravel, chúng ta sẽ có là public dollar finable, finable bằng một cái mảng. Cái mảng này chúng ta sẽ viết tên các cột vào đây. Các cột là chúng ta muốn điền, muốn fill dữ liệu. Thì đây là title này, đây là content này. Đó, được chưa? Tôi sẽ fill dữ liệu vào trong hai cái cột này. Được chưa? Xếp xuống. Finable, title, content, xếp xuống. Dạy bọn này cứ như kiểu tập dưỡng sinh. Bình thường những cái phần như này mình làm được khoảng 10 phút xong. Tập dưỡng sinh nó rơi tầm 2 tiếng. Sợ đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển nói về home controller. Mình sẽ có là model trỏ đến, nhìn nhá, model trỏ đến fin này. Trỏ đến fin, đóng mở ngoặc. Đây là RQ trỏ đến on. Tức là fin hết tất cả những cái dữ liệu mà cái request nhận được vào trong cái hàm này thì nó sẽ tự động lấy cái cột nào là title thì nó lấy dữ liệu vào trong model này là title. Cái cột nào là content thì nó sẽ tự động lấy cái dữ liệu content vào trong model này. Sau khi fill xong thì chúng ta sẽ có câu lệnh là $model trỏ đến save như này và tiến hành return redirect về một cái route là homepage như này.
Xong chưa? Rồi test phát nha. Thì chả được, không được, tôi chỉ công làm gì. Đây Trương Tam Phong này. Bây giờ tôi thêm một thằng nữa. Đây là thằng nào bây giờ? Bắc Kiều Phong. Kiều Phong, đây là ở đâu nhỉ? Chuyện gì nhỉ? Không chuyện, chuyện gì nhỉ? Kiều Phong ở chuyện gì? Thiên Long Bát Bộ. Xếp xuống. Rồi đây chúng ta vào trang cuối cùng. Chúng ta nhìn thấy Kiều Phong chưa? Bây giờ update Kiều Phong trở thành hả? Kiều Phong trở thành đoàn dự. Xếp xuống. Đây. Chúng ta nhìn thấy chưa? Bây giờ về trang trang 1 này, update thằng Alice này trở thành thằng thằng gì bị ổi tí đi. Doãn Chí Bình. Bình Idol. Trong chuyện gì nhỉ? Anh Hùng Xạ Điêu à? Anh Hùng Xạ Điêu. Đấy. Được chưa? Đây là update. Chúng ta xong những cái bước, những cái tính năng này. Danh sách, hiển thị danh sách này. Gì nữa? Phân trang này. Tìm kiếm này. Cập nhật này. Xóa này. Thêm mới. Đó. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tự luyện tập, tức là bây giờ tôi sẽ cho chúng ta một cái bảng. Chúng ta tự viết migration, tự viết seeder để giúp sau đó là tự thêm sửa xóa dữ liệu cho nó. Thì cái bảng này như sau. Hiện tại chúng ta đang có bảng, bảng này là bài viết. Chúng ta tạo thêm một cái bảng category. Category nữa. Bảng này sẽ có ID, có name, có description. Cái này là INT, AI, TK, đây là VACHA, NOT NULL. Description là NULL NAME TEXT. Đấy, thêm sửa xóa với cái bảng này. Làm thật chưa? Được chưa? Làm đây, làm đây. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta, à quên, buổi sau tôi sẽ chấm bài các bài đã từ 51 đến 55. Không biết, chúng tôi cho rồi. 54 à? 54 là gì? Hả? Cái gì? Thắng được, nhưng tóm lại là 51 hình như là chạy được project này. 52 là làm được cái gì nhỉ? Round. Lab 3 là làm được về migration seeder. Lab 4 là tương tác controller và tương tác eloquent. Đúng không? Lab 5 chưa có đẹp. Đấy, 4 bài lab. Hả? Cái gì? Tốt nhất là như này này. Chúng ta làm cái assignment của môn này á, bằng là chúng ta cũng phải làm một cái website. Được chưa? Thêm sửa xóa dữ liệu cho những cái bảng ở trong cái website đấy, đúng không? Thì chúng ta muốn làm website về tin tức hay thương mại điện tử thì tự tạo ra cơ sở dữ liệu bằng migrate và tương tác dữ liệu thêm sửa xóa cho những cái dữ liệu đấy bằng bằng cái Laravel này. Thì tự nghĩ để tự làm, tôi chỉ cần đến mức là thêm sửa xóa thôi. Thế giờ chưa cần phải chia hẳn ra client rồi admin làm gì cả, chưa cần thiết đến thế. Thì tốt nhất là làm luôn trong một project đấy, đem đi chấm, thế là xong. Chấm từ lab 1 đến 5 luôn. Đúng rồi. Ví dụ như chúng ta làm, chúng ta tự nghĩ là một cơ sở
trang tin chẳng hạn. Thì trong trang tin nó tiêu thường có cái đối tượng là user này, category này, đúng chưa? Rồi thì là cái gì nhỉ? Post này, comment này, đúng chưa? Rồi thì gallery. Đấy, bằng này cái tôi đã làm vẫy tay rồi, đúng không? Thêm sửa xóa, cập nhật dữ liệu. Thằng này thì thêm có, thằng này thì có thêm authenticate, đúng không? Login, logout. Những cái thằng này thì có thêm up ảnh. Đây, thằng này có up ảnh. Còn comment nó sẽ là comment của một bài viết nào đấy. Các post thì thuộc một cái danh mục. Đấy là xong, ăn đơn giản thôi. Cái này với tôi là đơn giản quá rồi. Này chỉ làm cái này là xong. Thế thì có thể là đến 2 năm đấy. Xem gì? Lên cái đạo lấy. Thank you.